một ngày mới của tương lai trên vùng đất Long Thành, Đồng Nai. Công dân toàn cầu tương lai, bạn sẽ lựa chọn nơi nào để bắt đầu cuộc hành trình của mình? ID Junction, giao điểm thương mại của miền Nam. Cách quận 2 thành phố Hồ Chí Minh 20 phút di chuyển xe ô tô. Nằm ngay giao điểm của cao tốc Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây và quốc lộ 51. Đồng thời cách sân bay quốc tế mới Long Thành chỉ 5 km. ID Junction nằm ở trung tâm logistics tương lai của cả miền Nam, thông thương quốc tế. ID Junction là khu đô thị trải rộng trên 41 hectare với mảng xanh thiên nhiên và sông hồ, chiếm đến hơn 2/3 tổng diện tích toàn khu. Đây là nơi tương lai rộng mở cho công dân toàn cầu. Ở đây, bạn sẽ tìm thấy bản hòa ca của thiên nhiên và con người, giữa hiện đại và cổ điển, giữa hội nhập toàn cầu và bản sắc Việt Nam. Với phong cách thiết kế riêng biệt, độc đáo, tích hợp các công nghệ quản lý thông minh, bền vững, ID Junction hội tụ những điều kiện sống tốt nhất cho công dân toàn cầu. Nơi tìm về với những thân thương là chốn bình yên đầy bản sắc. ID Junction, Future Hub of the South.